Anh ơi! Máy giặt Casper thế hệ mới EcoWash tiết kiệm bền bỉ 20 năm. Thủ thành văn phòng đứng trong khung thành. Các cầu thủ ở hàng phòng ngự sẽ bao gồm Trương Tiến Anh, Thanh Bình, Đức Chiến, Tiến Dũng và Tuấn Tài. Ở hàng tiền vệ đó sẽ là sự hiện diện của Huy Hùng, Jaha và Hoàng Đức. Trên hàng công thì sẽ là sự hiện diện của tân binh Pedro đá cặp cùng với Nhâm Mạnh Dũng. Còn đây là đội hình bên phía Công an Hà Nội. Họ chơi với sơ đồ quen thuộc là 4-2-3-1. Đứng trong thành là thủ môn Philip Nguyễn, các hậu vệ đó Hồ Tuấn Tài đã quay trở lại đá bằng đội trưởng, Bùi Hoàng Việt Anh, Huỳnh Tấn Sinh, Văn Toản, các tiền vệ đó là Văn Luân, Thành Long. Những cầu thủ đá phía trên đó là Văn Thanh, Giovane, Quang Hải và đá cao nhất trên hàng công đó là Jefferson Arias. Huấn luyện viên trưởng của Công an Hà Nội đó là huấn luyện viên Kia Thi Sắc. Có một điểm thú vị với câu lạc bộ Thể Công Viettel. Bây giờ là Hoàng Đức, cú đánh gót. Pedro dứt điểm. Không được. Vẫn tiếp tục là các cầu thủ bên phía đội khách câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sút bóng. Không được. Cú ra chân đầu tiên của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội trong trận đấu ngày hôm nay. 20 phút vừa qua là 20 phút thực sự chặt chẽ trên sân vận động Hàng Đẫy. Phạt dứt điểm của Jefferson Arias đã đập vào người một cầu thủ bên phía Thể Công Viettel. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Công an Hà Nội. Bóng được treo vào trong. Jaha đưa bóng vào. Đánh đầu. Phạt góc cho câu lạc bộ Thể Công Viettel. Trong tình huống vừa rồi thì Hồ Tấn Tài đã theo sát với Huy Hùng. Trước đó cũng là một nhịp bật nhảy đến từ Nhâm Mạnh Dũng. Jaha có một quả tạt khá tốt vào phía trong. Nhưng ở phía trong thì những người đồng đội của anh đã không thể tận dụng được thời cơ. Rất nguy hiểm. Phá cướp được bóng của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel. Và bây giờ họ đang cố gắng lên bóng nhanh. Bây giờ là tình huống 3-1. 3-1 cho câu lạc bộ Thể Công Viettel. Làm gì Pedro? Cơ hội. Goal! Vào rồi. Câu lạc bộ Thể Công Viettel đã vượt lên dẫn trước. Những kẻ phụ, những tân binh đang trở thành những nhân vật chính trong sâu diễn này của trận derby thủ đô. Huấn luyện viên Đức Thắng đã đúng. Chiếc lò xo Thể Công Viettel bung tỏa. Họ có được bàn thắng nhờ một tình huống phản công nhanh. Cuối cùng thì Nhâm Mạnh Dũng cũng đã ghi bàn. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng này của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Sau khi họ cướp được bóng ở trước vòng cấm, bóng được phát triển nhanh lên phía trên. Tân binh Pedro đã có một cú gẩy bóng rất kỹ thuật. Hạt nhân trong tình huống này chính là Trương Tiến Anh. 3-1, Pedro có đủ thời gian xử lý, có được sự quan sát. Và đó là món quà mà Pedro tặng cho Nhâm Mạnh Dũng. Một món quà ra mắt của tân binh bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel. Bóng được treo vào. Đánh đầu. Khá nguy hiểm. Phát bóng lên dành cho đội chủ nhà. Và tiếp tục là các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội có những trao đổi với trọng tài Hoàng Thanh Bình. Họ cho rằng đó là một pha bóng mà câu lạc bộ Công an Hà Nội xứng đáng được nhận một quả đá phạt góc. Và treo bóng vào khá khó chịu. Và Tấn Sinh là người đã cố gắng có một cú đánh đầu tấn công. Bóng được treo vào trong. Đánh đầu! Nguy hiểm! Không ơi! Phạt góc dành cho câu lạc bộ Thể Công Viettel. Đó là nỗ lực của Pedro. Huỳnh Tấn Sinh là người đã tranh chấp với Pedro. Trương Tiến Anh có tốc độ tốt hơn so với Quang Hải trong pha bóng vừa rồi. Nhưng Văn Phong đã có một xử lý không tốt. Và chính Văn Phong đã tự sửa sai cho mình. Rất chỉn chu, rất cẩn thận với quả đá phạt này. Quang Hải. Bóng đi cao hơn so với khung thành của Thể Công Viettel. Một pha đá phạt bóng đi có lực nhưng quá cao so với khung thành. Nhâm Mạnh Dũng đang xin bóng. Đường mở bóng của Bùi Tiến Dũng dành cho Nhâm Mạnh Dũng. Rất cố gắng để đi vào trong, xử lý tốt. Vẫn là Nhâm Mạnh Dũng, cơ hội dứt điểm. Goal! Vẫn là bộ đôi ấy.
những món quà. Và thể công Viettel đang dẫn trước với tỷ số 2-0 ở phút 45. Những cảm xúc thăng hoa đang được các cầu thủ áo đỏ mang lại cho người hâm mộ thể công Viettel. Pedro mang tới một nguồn sinh khí mới, còn Nhâm Mạnh Dũng tạo ra một sự đột biến rất cao với một tình huống mà anh vượt qua được cả Hồ Tấn Tài cũng như là Huỳnh Tấn Sinh. Liên tiếp là hai pha quật bóng đổi hướng để giúp cho anh có thể len lỏi và sát với đáy biên. Và sau đó là một tình huống tặng quà cho Pedro và vẫn là hai cái kèo trái ấy. Thể công Viettel đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Đường chuyền nhanh của Giovane dành cho Jefferson Elias. Đức Chiến đang theo sát dứt điểm. Jefferson Elias không thể bứt qua được khỏi Đức Chiến và buộc phải tung ra một cú dứt điểm. Nhưng cú đá vừa rồi có lực không quá mạnh và nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Văn Phòng. Đó là tình huống mà Jefferson Elias đã thoát khỏi sự keo đếm và có thêm những đóng góp cho câu lạc bộ thể công Viettel. Nguy hiểm, bóng đã cắt ngang khung thành của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Một tình huống ập vào với một sức ép lớn đến từ đội trưởng Bùi Tiến Dũng bên phía đội bóng áo đỏ. Một cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chạm bóng và rất may với nhà đương kim vô địch là bóng đã không bay ngược về phía khung thành của Philip Nguyễn. Bóng đã khẽ sượt qua chân của Hồ Tấn Tài. Tình huống băng vào của Nhâm Mạnh Dũng. Thành Bình đã phá bóng không thực sự tốt. Phi An Hồ dứt điểm. Thành Bình cần phải cẩn trọng hơn. Còn trong tình huống vừa rồi, Phi An Hồ đã rất nỗ lực để có thể uy hiếp khung thành của Văn Phòng. Pha chạm bóng đầu tiên thì Phi An Hồ đã có một pha dứt điểm rất nguy hiểm. Vẫn là số 8 bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Quả tạt vào phía trong, Văn Phòng đấm bóng ra. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ bên phía câu lạc bộ thể công Viettel. Trương Tiến Anh là người sẽ cản phá những cú đá sệt. Không vào. Pha cản phá tốt của Văn Phòng. Công an Hà Nội đang làm mọi cách và họ đang dồn đội hình. Chúng ta vừa xem lại tình huống đá phạt khá tốt của Văn Thành. Như vậy là quyền đá phạt sẽ được giao cho Văn Thành. Lần này thì Văn Phòng còn xử lý ấn tượng hơn, ôm gọn được trái bóng sau quả đá phạt xuyên hàng rào của Văn Thành. Một pha bóng mà thủ thành bên phía câu lạc bộ thể công Viettel đã có phán đoán tốt, nhìn được kẽ hở nơi hàng rào. Phan Tuấn Tài đã có sự quan sát vào phía trong và đó là một tình huống đổi hướng. Bây giờ là Trương Tiến Anh đang có được lợi thế về mặt nhân sự. Dứt điểm. Philip Nguyễn đã cho thấy phản xạ tốt của mình. Cụ thể như chúng tôi có được thông tin từ bình luận viên Quý Long đang có mặt tại sân. Móc bóng. Không vào. Đó là pha móc bóng của Fiano. Nó gợi nhớ lại tình huống móc bóng ở vòng đấu thứ 8 của Fiano. Anh lập công ghi bàn vào lưới của BKMX Bình Dương. Nhưng trong pha bóng này thì nỗ lực của Fian Hồ đã không được tưởng thưởng. Nhâm Mạnh Dũng rất cố gắng để chuyền bóng. Phất Văn Khang không việt vị. Một đối một với Tấn Sinh. Phất Văn Khang sút ngay. Bữa tiệc mà thể công Viettel mang tới cho tới lúc này được tô điểm bởi cú đá chân trái ảo diệu của Phất Văn Khang. Philip Nguyễn bị đánh bại ở góc hẹp, ở một góc sút tưởng như là không thể thì Khuất Văn Khang vẫn có thể ghi bàn cho câu lạc bộ thể công Viettel. 3-0 rồi. Góc máy này sẽ khiến cho chúng ta cảm nhận rõ hơn. Trái bóng đi quá nhanh, một cú ra chân gấp bóng vào cạnh lưới đến từ Khuất Văn Khang. Đây là sự thăng hoa mà thể công Viettel đang mang lại.
Những tín hiệu đã xuất hiện từ Khuất Văn Khang trong trận đấu gặp câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng đấu trước, và bây giờ nó trở nên rõ nét với bàn thắng để giúp cho thể công Viettel dẫn trước 3-0. Lê Phạm Thành Long mở bóng chính xác cho Hồ Tấn Tài. Cú đá ngay. Đó là một pha bóng mà Hồ Tấn Tài muốn hướng trái bóng vào phía trong. Bóng đã đập chân của Phan Tuấn Tài đi hết đường biên ngang. Khá tốt. Đưa bóng vào. Chống chải đánh đầu. Và bằng cắt đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng. Và chúng ta có thể thấy nếu như để thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay, giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, thì các cầu thủ Viettel vẫn đứng ở vị trí thứ 13 và được 13 điểm, bằng điểm với câu lạc bộ LV Anh Hoàng Gia Lai. Phút thứ 80 rồi. Tỷ số vẫn đang là 3-0 nghiêng về phía thể công Viettel. Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng để mất bóng. Tình huống đá từ phía sau của Nhâm Mạnh Dũng đối với Lê Phạm Thành Long. Trước đó thì Nhâm Mạnh Dũng đã phải nhận thẻ vàng của trọng tài sau khi để mất bóng, thì Nhâm Mạnh Dũng đã phạm lỗi đối với Lê Phạm Thành Long. Một tình huống đá phía sau khá thô. Nếu như Nhâm Mạnh Dũng phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai, đúng là như vậy, nhận tấm thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ. Và bây giờ các cầu thủ thể công Viettel chỉ chơi với 10 người trên sân. Một tấm thẻ vàng không đáng có của Nhâm Mạnh Dũng. Giờ thì câu lạc bộ thể công Viettel sẽ trở lại với hình ảnh của họ trong giai đoạn nhập cuộc. Cơ hội dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Hồ Tấn Tài. Bóng được phá ra cho đội chủ nhà. Pha xâm nhập ấn tượng đến từ Hồ Tấn Tài. Anh không chế bóng tốt, vẫn có thể dứt điểm. Rất cố gắng, đó là Jefferson Elias. Nguy hiểm. Bằng một cách nào đó thì bóng vẫn cắt ngang qua khung thành của câu lạc bộ thể công Viettel. Vẫn còn cơ hội dành cho đội khách. Hồ Tấn Tài rất cố gắng để đưa bóng vào trong, đánh đầu. Và Tấn Sinh không thể ghi bàn. Bộ đôi Văn Thành và Hồ Tấn Tài đã rất cố gắng để mang lại cơ hội cho Tấn Sinh. Nhưng ở cự ly gần thì Tấn Sinh đã đánh đầu ra ngoài. Họ cần một bàn thắng vào lúc này. Sút bóng khá nguy hiểm. Nỗ lực lần này là của Fianho Junior. Trước đó thì Quang Hải, rồi Trương Văn Thiết, không phải Ngọc Thắng, đã mớm bóng cho Junior Fianho. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Hoàng Thanh Bình. Những bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng, Pedro và Khuất Văn Khang đã mang lại chiến thắng dành cho câu lạc bộ thể công Viettel. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.